từ ngày 8 tháng 6, người chưa hoàn tất tiêm phòng vaccine COVID-19 không cần phải cách ly sau khi nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc. Chính phủ Seoul đã quyết định nới lỏng quy định nhập cảnh như nghĩa vụ cách ly bắt buộc do tình hình phòng dịch trong và ngoài nước đã được kiểm soát ổn định. Nhiều nước khác trên thế giới như Đức, Anh, Đan Mạch cũng dần dỡ bỏ nghĩa vụ cách ly sau nhập cảnh bất kể quốc tịch dù đã hoàn tất tiêm chủng hay chưa. Đối với những người nhập cảnh trước ngày 8 tháng 6 thì sẽ được dỡ bỏ cách ly từ khi quy định này có hiệu lực nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau nhập cảnh. Người có kết quả dương tính vẫn phải tiếp tục cách ly. Tuy nhiên do biến thể virus COVID-19 liên tục được xác nhận thời gian gần đây, cộng thêm rủi ro bệnh động mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài, nên Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh để đối phó với nguy cơ lây nhiễm. Trước khi nhập cảnh, hành khách phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia và phải xét nghiệm PCR tiếp trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Cũng từ ngày 8 tháng 6, chính phủ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế số chuyến và thời gian bay đối với sân bay quốc tế Intern. Như vậy, số chuyến bay sẽ tăng lên phù hợp với nhu cầu của hành khách. Chính phủ sẽ cải thiện hệ thống quản lý nhập cảnh từ nước ngoài, bình thường hóa đường bay quốc tế, tăng cường nhân lực kiểm dịch tương ứng với lượng du khách từ nước ngoài gia tăng và quản lý triệt để người nhập cảnh từ quốc tế. Tuy nhiên nếu virus đáng lo ngại du nhập vào trong nước hoặc làn sóng lây nhiễm Covid-19 tái vùng phát, chính phủ sẽ có phương án tăng cường quản lý người nhập cảnh.